Đây là bài phát thanh xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, bài loa xã Phường, bài số 11 Quảng Ngãi. Thầy giáo đam mê sáng tạo, thầy Hồ Anh Quang, giáo viên trường trung học cơ sở Nghĩa Thương, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, là người sở hữu khối tài sản dạy học khá đồ sộ với 13 bộ đồ dùng dạy học được giải thưởng cấp tỉnh và 6 đề tài sáng tạo khoa học kỹ thuật được công nhận sáng tạo tại khoa học kỹ thuật của Sở Khoa học Kỹ thuật. Trong đó có 5 đề tài thuộc lĩnh vực giáo dục. Điều đặc biệt là các công trình sáng tạo của thầy sẽ không thành công nếu không có người trợ giúp đắc lực là máy tính và Internet. Gần 40 năm gắn bó với nghề giáo, là cũng chừng ấy năm thầy Hồ Quang Anh luôn tìm tòi sáng tạo ra nhiều công cụ hữu ích phục vụ công tác dạy và học, với mong muốn học sinh vùng nông thôn cũng được tiếp cận với các phương pháp dạy học hiện đại. Thầy Quang luôn mày mò tìm hiểu và dụng cụ hóa những phần mềm dạy học trên máy vi tính để học sinh của thầy được học tập đầy đủ hơn. Những bảng vẽ màu kích thích thị giác, bảng phụ dạy toán nhỏ gọn nhưng chứa được nhiều thông tin, hệ thống đèn báo giải toán nhanh được sử dụng hiệu quả, tạo sự hào hứng trong tiết học. Một tiết toán khó khăn với những con số, công thức biến đổi có thể gây khó dễ cho người đối diện lại nhận được sự hưởng ứng của học sinh. Em Tô Phan Tuấn Phát, học sinh lớp 7E hào hứng kể: "Chúng em rất thích tiết toán của thầy Quang vì thầy có nhiều dụng cụ mới lạ. Mấy bạn học sinh yếu môn toán giờ cũng thích tiết học của thầy lắm. Nhờ phương pháp của thầy, chúng em có thể học thuộc bài được ngay trên lớp."